Thưa quý vị, trong bối cảnh tiến trình tự do hóa thương mại toàn cầu ngày càng sâu rộng, thì các rào cản thương mại truyền thống như là thuế quan dần dần được gỡ bỏ. Các cam kết mở cửa thị trường được đẩy mạnh, các biện pháp phòng vệ thương mại ngày càng sử dụng nhiều như là một công cụ hợp pháp để tăng thuế nhập khẩu, bảo hộ sản xuất trong nước. Thực tế cho thấy các công cụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ không còn là công cụ xa lạ đối với doanh nghiệp của Việt Nam. Tuy nhiên thì phần lớn doanh nghiệp biết về công cụ này như là một rào cản đối với hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu ra các thị trường nước ngoài, chứ không phải là công cụ để họ có thể sử dụng ngay tại sân nhà nhằm chống lại hàng hóa nước ngoài nhập khẩu ồ ạt vào thị trường. Theo thống kê của Bộ Công Thương, tính đến nay, hàng hóa xuất khẩu Việt Nam đã là đối tượng của 107 vụ điều tra phòng vệ thương mại, trong đó có 78 vụ điều tra chống bán phá giá, 12 vụ chống trợ cấp và 17 vụ điều tra chống lẩn tránh thuế. Số liệu thống kê cho thấy khoảng 20% số vụ điều tra chống bán phá giá đối với hàng hóa Việt Nam được khởi xướng bởi Mỹ, tiếp đó là Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Úc. Đáng lưu ý, một số nước cạnh chúng ta là Indonesia, Malaysia và Thái Lan trước năm 2011 chưa từng kiện chống bán phá giá Việt Nam, thì từ năm 2011 đến nay, những nước này đã kiện dồn dập và đây cũng là những nước bị kiện nhiều trên thế giới. Một thống kê cũng đáng chú ý, có 78 vụ điều tra chống bán phá giá của Việt Nam thì có 37 vụ là liên quan đến sắt thép, chiếm gần 1/2 các loại hàng hóa. Điều tra chống trợ cấp thì lớn hơn, chiếm gần 3/4 các vụ kiện là liên quan đến mặt hàng sắt thép. Sau sắt thép, mặt hàng dệt sợi và nông thủy sản cũng là những mặt hàng bị kiện nhiều. Bên cạnh các vụ kiện chống bán phá giá và chống trợ cấp, Việt Nam cũng bị kiện chống lẩn tránh thuế tất cả 17 vụ và trong đó chủ yếu là từ EU. Còn chiều ngược lại, Việt Nam mới chỉ là nguyên đơn 3 vụ kiện chống bán phá giá cũng là kiện các sản phẩm thép có xuất xứ từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia, Đài Loan. 6 vụ kiện khác đã được Việt Nam khởi xướng đối với hàng hóa nhập khẩu mang tính tự vệ để bảo vệ hàng hóa trong nước như thép, phân bón, bột ngọt, dầu thực vật và mặt hàng kính nổi. Biện pháp phòng vệ thương mại chính đáng được coi là van an toàn cuối cùng nhằm bảo vệ nền sản xuất trong nước, giảm áp lực từ hàng hóa nhập khẩu. Trong quá trình mở cửa thị trường theo cam kết hội nhập, các nước có xu hướng gia tăng điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam. Thương mại toàn cầu đã và đang chứng kiến những biểu hiện bảo hộ thương mại phức tạp, đặc biệt là ở một số thị trường lớn như là Mỹ hay là EU. Ngày 21 tháng 5 vừa qua, Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố áp thuế nhập khẩu rất cao đối với hai sản phẩm thép cán nguội và thép chống rỉ của Việt Nam, với lý do là những sản phẩm thép này tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp của Mỹ. Tuy nhiên, khó khăn với ngành xuất khẩu thép của Việt Nam tại thị trường Mỹ còn lớn hơn rất nhiều, khi trước đó đầu tháng 3 vừa qua, Tổng thống Mỹ cũng đã ký lệnh đơn phương áp thuế rất cao với thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ. Trong đó có toàn bộ các mặt hàng thép xuất khẩu của Việt Nam. Lý do được ông Trump đưa ra là nhằm bảo vệ ngành sản xuất nhôm thép trong nước mà ông coi là trọng yếu với an ninh quốc gia của Mỹ. Chúng tôi cũng có hỏi một số luật sư Mỹ, thế tiêu chí nào để đánh giá được là nó ảnh hưởng đến cái an ninh nước Mỹ? Thì người ta cũng không trả lời có một tiêu chí nào cụ thể. Có thể thấy, chủ nghĩa bảo hộ đang xuất hiện trở lại và thể hiện rõ ràng hơn trong những tháng đầu năm 2018. Mỹ cũng sẵn sàng mâu thuẫn với chính mình, thay đổi quy tắc xuất xứ đã được Mỹ công nhận và duy trì nhiều năm để có thể đánh thuế, chống lẩn tránh vào tôm xuất khẩu của Việt Nam. Mức thuế chống bán phá giá cá tra Ba Sa mới được công bố gần đây cũng cao một cách bất thường. Một số nước thậm chí sẵn sàng vi phạm quy định của WTO để bảo hộ sản xuất trong nước. Một trong những nguyên nhân chủ quan được các nước đưa ra để giải thích cho việc áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam là Việt Nam hiện vẫn là một nền kinh tế phi thị trường. Trước đây á, Mỹ họ chọn một cái nước thứ ba, ví dụ sử dụng cái số liệu mà của cái nuôi cá tra của Bangladesh rồi của Indonesia, nhưng lần này á, là về phía Mỹ là áp dụng một là không có căn cứ khoa học, là dựa trên những cái số liệu có sẵn lấy ra để mà tính cái mức thuế. Như vậy á, thì nó, cái này á, nội chúng ta cũng thấy rằng nó mang cái tính chất là bảo hộ quá mức. Những cái số liệu thực tiễn của doanh nghiệp lại không được sử dụng, mà người ta lại sử dụng số liệu của một doanh nghiệp ở một nước thứ ba thay thế. Và điều này nó dẫn đến cái câu chuyện là có rất nhiều trường hợp là chúng ta bị áp dụng cái biện pháp thuế mà nó không phản ánh đúng cái thực tiễn của chúng ta, và đôi khi nó là gây bất lợi rất là lớn cho chúng ta.
nguy cơ đối diện với khó khăn của các mặt hàng xuất khẩu Việt Nam ngày càng lớn, khi nếu như trước đây chỉ những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn như thủy sản, da giày mới bị kiện, nhưng nay ngay cả những mặt hàng có kim ngạch nhỏ cũng phải đối mặt với các vụ kiện. Và cái vụ điều tra mình không bao giờ mình nghĩ đến, ví dụ đinh ốc hay những cái gọi là vòng xoắn của gáy sách vở, thì sản phẩm như vậy ấy, nó rất là khó đoán. Vì vậy, để giảm thiểu những rủi ro trong hội nhập, các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp xuất khẩu cần coi trọng công tác tự cảnh báo, xem xét kỹ các nguy cơ để đưa ra phương án kinh doanh thích hợp như điều chỉnh tần suất bán, giá cả. Đơn giản như nếu giá bán hàng của chúng ta thấp hơn quá nhiều so với hàng hóa của doanh nghiệp bản địa, thì có thể xem xét việc tăng giá trong mức cho phép để tránh sự chênh lệch quá mức.